Gia tăng độ bao phủ của bảo hiểm y tế học sinh sinh viên không chỉ đơn thuần là đảm bảo chăm sóc y tế cho nhóm chủ nhân tương lai của đất nước. Chính sách này ngày càng thể hiện tính ưu việt và lợi ích kép trong phát triển đối tượng, góp phần tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Sự gia tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế hàng năm ở nhóm học sinh sinh viên có một ý nghĩa đặc biệt, bởi sự hình thành thói quen nhận thức của nhóm học sinh sinh viên tham gia sẽ là nền tảng để tạo nên sự bền vững của chính sách bảo hiểm y tế trong tương lai. Khi nhóm đối tượng này trưởng thành tham gia vào lực lượng lao động, trở thành chủ nhân tương lai của đất nước. Việc triển khai chính sách bảo hiểm y tế đối với nhóm công dân tiềm năng là học sinh sinh viên đang cho thấy những kết quả tích cực từ thực tiễn. Thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu cho thấy, những năm gần đây, số lượng học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đã tăng đáng kể. Nếu như năm học 2019-2020, toàn tỉnh có khoảng 133.548 học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 93,60%, thì đến năm học 2020-2021 đã có 138.998 em tham gia, đạt tỷ lệ 97,25%. Ở năm học 2021-2022, tỷ lệ bao phủ học sinh sinh viên tham gia đạt 90,81%. Hiệu quả của chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên không chỉ thể hiện ở tỷ lệ bao phủ mà còn thể hiện từ việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các em học sinh sinh viên ngay tại nhà trường. Nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu được trích từ quỹ bảo hiểm y tế chỉ có ở nhóm học sinh sinh viên. Từ nguồn kinh phí này, các trường sử dụng để mua thuốc, vật tư y tế phục vụ sơ cấp cứu, xử trí ban đầu cho học sinh sinh viên khi bị tai nạn thương tích, qua các trường hợp bệnh thông thường trong thời gian học, làm việc tại các cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, mua nước sát khuẩn, xà phòng, khẩu trang phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh sinh viên ngay tại trường học. Theo quy định, mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của nhóm học sinh sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở, tương đương 67.050 đồng một em một tháng, tương đương 804.600 đồng một năm. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, nên số tiền thực tế mà học sinh sinh viên đóng là 46.935 đồng một tháng, tương đương 563.220 đồng một năm. Và học sinh sinh viên có thể lựa chọn phương thức đóng bảo hiểm y tế định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng và đăng ký tham gia tại nhà trường nơi học sinh sinh viên đang theo học. Khi tham gia bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên cũng được hưởng nhiều quyền lợi như được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường hoặc cơ sở y tế theo quy định, được chi trả chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng, được lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu theo quy định vào tháng đầu mỗi quý. Một lợi ích kép nữa trong việc phát triển bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên là nâng cao nhận thức của toàn xã hội về chính sách nhân văn và thiết thực này. Thực tế, bên cạnh sự hỗ trợ của ngành bảo hiểm xã hội, tại mỗi địa phương, việc tăng cường trách nhiệm thực hiện luật bảo hiểm y tế đối với các cấp, các ngành đang được cải thiện. Tại hầu hết các địa phương trong tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện đều có văn bản chỉ đạo liên ngành bảo hiểm xã hội và giáo dục đào tạo ban hành hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, đối với các phụ huynh, học sinh, sinh viên cũng nhận thức việc phòng bệnh hơn chữa bệnh, nên đã ý thức tham gia bảo hiểm y tế cho con em từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Có thể nói rằng, việc thực hiện bảo hiểm y tế bao phủ tất cả các học sinh, sinh viên không chỉ đem lại lợi ích cho cá nhân học sinh, sinh viên, mà còn thể hiện trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng và xã hội. Trong lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, học sinh sinh viên cũng được lựa chọn là nhóm cần được sớm bao phủ bảo hiểm y tế nhằm tạo động lực phát triển bảo hiểm y tế toàn dân bền vững vì một nền giáo dục toàn diện.